Quý cô bác, anh chị thân mến, thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Trong không khí hân hoan của những ngày Tết sắp tới, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị. Một mùa xuân mới đã sang, chúc cho tất cả nhà nhà an vui, chúc người buôn bán sinh lời, chúc người công chức lương thời tăng cao, chúc cho sức khỏe dồi dào, tiền tài dư dả chỉ vào chẳng ra, chị em xinh đẹp như hoa, cả năm may mắn đẹp ra từng ngày. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để đón xem được những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, đúng tháng 1 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Được trời Phật thương tình mà hóa hung thành cát, vận trình có nhiều vận may tới tấp, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà nếu như nắm bắt được điều này. Chấn động giới tiên tri hé lộ, tử vi tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, đúng tháng 1 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Được các tinh soi chiếu, sự nghiệp hanh thông, thành công rực rỡ, tiền bạc ùn ùn kéo về, đổi đời cực giàu. Quý vị thân mến, trong số các con giáp thì người tuổi Nhâm Tuất vốn hiền lành và vô cùng chăm chỉ, đồng thời theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Nhâm Tuất cũng rất giàu nhiệt huyết, phóng khoáng, họ thích hợp làm việc trong các môi trường tự do, đòi hỏi tính sáng tạo cao. Tuổi Nhâm Tuất này giàu tinh thần cầu tiến, có thể thích nghi tốt với hoàn cảnh, họ không ngại thay đổi, không ngừng cố gắng để hoàn thiện bản thân. Tử vi cho biết, trong tháng 1 âm lịch tới đây, người tuổi Nhâm Tuất sẽ nhận cơ hội lớn trong sự nghiệp và tài lộc. Đó có thể là một công việc, một cơ hội đầu tư kinh doanh hoặc một số tiền nào đó được trả cho bản mệnh. Theo sách tử vi thì đây chính là cơ hội, công việc khiến họ rất bận rộn và căng thẳng. Tuy vậy, chỉ cần nghiêm túc tận tâm với công việc, họ có thể vượt qua những khó khăn và đạt đến sự giàu sang phú quý của mình. Trong thời gian này, con giáp tuổi Nhâm Tuất cũng cần chăm chỉ cải thiện các mối quan hệ, tránh bị tiểu nhân cản trở. Tháng 1 âm lịch tới đây, vận trình của anh chị sẽ thuận buồm xuôi gió như mong đợi, sự nghiệp ngày càng khởi sắc, giúp bản mệnh kiếm tiền về đầy túi. Và để nắm rõ chi tiết hơn về vận trình tử vi của mình thì xin mời quý vị cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu chi tiết trong video ngày hôm nay quý vị nhé. Quý vị thân mến, càng có tuổi con người ta càng mong cầu một cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Tuy nhiên trên thực tế, ở tuổi trung niên vẫn có rất nhiều người nảy sinh ham muốn phù phiếm, họ không biết đâu là đủ và không cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có. 1. Ham muốn vật chất. Một trong những ham muốn mà nhiều người theo đuổi nhất chính là vật chất, tiền tài. Trong cuộc sống của mỗi người, đồng tiền đóng vai trò vô cùng quan trọng, là thứ để họ đảm bảo chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, không phải ai cũng đánh giá đúng tầm quan trọng và mức ảnh hưởng của tiền bạc. Trên thực tế, không ít người vì chạy theo đồng tiền mà đánh mất lương tâm, sự nhân từ của chính mình. Người chạy theo đồng tiền còn đánh mất những giá trị tốt đẹp trong cuộc đời, như các mối quan hệ, giây phút thiêng liêng, ý nghĩa. Không chỉ vậy, khi quan tâm quá nhiều tới tiền bạc, tâm trí của bạn không lúc nào được yên, bạn luôn trong trạng thái toan tính, lo lắng, khó có thời gian thư giãn và tận hưởng cuộc sống của chính mình. Ở ngưỡng tuổi trung niên, chúng ta cần sống vui vẻ, thoải mái và hạnh phúc mới có thể khỏe mạnh. Chúng ta nên trân trọng đồng tiền vì đó là công sức mà ta bỏ ra. Tuy nhiên, muốn sống trong hạnh phúc thì không nên đặt nặng vấn đề tiền bạc. Bạn cần học cách cân bằng cuộc sống và các ham muốn của mình để sống thật thoải mái, yên vui. 2. Ham muốn đổi đời. Ở tuổi trung niên, chúng ta vẫn phải cố gắng kiếm tiền, ổn định tài chính và có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, đây không phải thời điểm vàng để đổi đời, để trong phút chốc trở thành người giàu có. Bởi vậy, những người có tuổi nên xem xét lại ham muốn của mình. Người dại dột sẽ đem tài sản của mình đi đánh cược để mong đổi đời, sống tốt hơn, nhưng đó chính là sai lầm chí mạng khiến cuộc sống của họ trở nên tối tăm và mù mịt. Chúng ta có quyền hy vọng và mơ ước nhưng không nên bất chấp mọi thứ chỉ mong đổi đời. Thời điểm này, bạn nên cảm thấy may mắn vì những gì mình đang có. Có thể bạn không giàu như nhiều người, nhưng lại có gia đình êm ấm, hạnh phúc,
sức khỏe ổn định và cuộc sống bình yên, đó chính là những tài sản quý báu không thể đong đếm được bằng tiền. 3. Ham muốn thử những thú vui xấu. Nếu một người trung niên muốn có được cuộc sống bình yên, suôn sẻ tới cuối đời, thì không nên thử những thú vui xấu. Bạn có quyền làm những gì mình muốn trong khoảng thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, nếu thú vui ấy ảnh hưởng tới sức khỏe, hao tổn tiền bạc, thì bạn cần xem lại ham muốn này. Không ít người vì lao vào những thú vui xấu như cờ bạc, cá cược, nhậu nhẹt mà đánh mất bản thân mình, họ còn làm tổn hại tới tài chính của bản thân, thậm chí là gia đình. Từ biến cố ấy họ sống trong quãng thời gian tuổi già thiếu thốn, khổ sở, chật vật. Bởi vậy, chúng ta nên đặt sức khỏe và sự an toàn của bản thân gia đình lên hàng đầu. Trước khi muốn làm bất cứ điều gì, mỗi người cần lường trước kết quả. Nếu kết quả không đáng để bạn bỏ công, thì đừng dại mà mắc phải sai lầm. Bỏ đi được 3 ham muốn, chắc chắn một người sẽ sống thư thái và bình yên hơn. Mỗi người hãy tận hưởng khoảng thời gian này một cách thoải mái, đừng tự mua dây buộc mình. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách của người tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Người sinh năm Tuất nói chung là người chính trực, thành thật, thẳng thắn, giàu lòng chính nghĩa. Họ là người trượng nghĩa, làm việc công bằng, ngay thẳng chân thành. Rất thích bênh vực kẻ yếu, tự nguyện nghe người khác tâm sự, sẵn sàng chia sẻ nỗi buồn với họ. Vì thế, người tuổi Tuất biết cách sống hòa bình với mọi người. Nếu là người tuổi Tuất có tính thẳng thắn, bạn có thể có cảm nhận như thế này. Khi gặp chuyện phiền phức, bạn tìm sự giúp đỡ bằng cách đến gõ cửa hoặc điện thoại cầu cứu họ. Lúc đầu có thể họ do dự hoặc từ chối. Tuy nhiên, một khi họ biết được sự thực là bạn rất cần sự giúp đỡ, thì họ liền hết sức giúp đỡ không một chút do dự. Có lúc người tuổi Tuất còn bảo vệ lợi ích của người khác và coi đó là việc quan trọng hơn là bảo vệ lợi ích bản thân. Người tuổi Tuất sẽ hết mình với những ai tốt với họ. Giống như người tuổi Dần, khi đứng trước sự bất công, họ không thể bỏ qua được mà sẽ nổi cáu, tức giận. Nhưng khi sự nóng giận qua đi thì họ bình tĩnh ngay. Cần chú ý là họ không nổi cáu với sự đố kỵ hay hoài nghi, mà chỉ tức giận với sai lầm. Hơn nữa, họ không để bụng khi sự việc đã qua. Đương nhiên, người tuổi Tuất có lòng nhân ái hơn người tuổi Dần, có trách nhiệm, tận lực làm việc nên có được lòng tin, làm việc không bỏ dở, đó chính là sở trường của người tuổi Tuất. Một điều may mắn nữa là sự nghiệp mà người tuổi Tuất theo đuổi kiên trì thường rất giá trị và cao quý trong sự nghiệp của mình. Họ rất chăm chỉ và kiên trì, đương nhiên, đó là việc chính nghĩa, vì vậy, họ luôn đạt được thành tích tốt trong công việc. Những đặc trưng trên của người tuổi Tuất cho ta biết rằng, họ không phải là người theo chủ nghĩa vật chất, cũng không phải là người chỉ biết giữ khư khư cái cũ. Lời nói, hành động của họ vừa giản dị lại vừa khôn ngoan, nhanh nhạy, bề ngoài giản dị, thật thà nhưng ẩn chứa bên trong sự thông minh, nhạy bén. Họ thường chiêm nghiệm cuộc đời và quan sát người khác, nhưng đối với những việc cụ thể hay khi tranh cãi, đừng hy vọng họ đứng ra gánh vác, giúp đỡ. Thiên tính của họ là ẩn tránh, họ chỉ muốn bảo vệ bản thân không bị người khác xâm phạm. Người khác giao tiếp với họ phải bỏ ra rất nhiều công sức mới giành được sự tín nhiệm của họ. Người tuổi Tuất vốn lanh lợi, hiểu bằng trực giác rất mạnh. Sở trường của họ là có thể dựa vào lý trí để biết được tính cách đối phương ngay lần gặp đầu tiên. Cảm giác trực tiếp nhạy bén này đã phân biệt được sự đúng sai, phải trái một cách cơ bản, chính xác. Tuy nhiên, cũng không nên quá tin vào trực giác này, nó có thể khiến bạn mất đi cơ hội tiếp xúc với những người tài giỏi. Muốn nhận thức chính xác về một người tuổi Tuất, bạn chỉ cần quan sát họ khi đang tranh luận. Một khi biết được người khác động chạm đến danh dự và phá hoại lợi ích của mình, họ sẽ anh dũng đấu tranh đến cùng, không khuất phục, không một sức mạnh nào có thể ngăn cản họ. Đương nhiên, khi xảy ra sự việc nghiêm trọng như có người nào đó làm hại đến gia đình họ, thì họ sẽ nổi giận thực sự, họ sẽ đọ sức với đối phương bằng lời lẽ đanh thép, giàu tính logic để chiến thắng đối phương. Khi tranh cãi với người khác, họ luôn dựa trên sự công bằng, không dùng những trò tiểu nhân để giành chiến thắng. Họ có thể đảm nhận được mọi công việc trong quân đội, có thể trở thành nhà quản lý ngành vận tải, bác sĩ, chánh án, luật sư hay giáo sư ưu tú. Hơn thế, họ còn thích hợp với những công việc yêu cầu tính kiên nhẫn cao như nhân viên công vụ, nhân viên lắp đặt máy tính. Họ thường giấu kín hoài bão trong lòng, trung thành với người giao công việc cho họ. Chỉ cần những việc đó nằm trong phạm vi trách nhiệm của họ thì họ sẽ vui vẻ giúp đỡ. Điểm yếu của nam giới tuổi Tuất là ít nhẫn nại. Về phương diện tình cảm thì không giống với người tuổi Ngọ. Tuổi Dần, khi rơi vào mối tình nồng cháy, họ chỉ lặng lẽ yêu và dành mọi sự quan tâm chăm sóc cho người yêu. Nam giới tuổi Tuất đặc biệt không dễ tin người, tuy nhiên, một khi đã có lòng tin thì sẽ đối xử rất chân thành sự tín nhiệm này. Tóm lại, người sinh năm Tuất là người giỏi giao tiếp và trung thành, thẳng thắn. Người tuổi Tuất sợ nhất tính cách của người tuổi Dậu, không tín nhiệm người tuổi Thìn. Họ tuy có những tranh chấp với người tuổi Ngọ, Tỵ, Thân, Hợi và kể cả tuổi Tuất,
nhưng đó chỉ là xô xát nhỏ, không ảnh hưởng đến quan hệ căn bản. Đánh giá tổng quan vận trình tử vi tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, tháng 1 âm lịch. Bước sang tháng Bính Dần, mở đầu năm Giáp Thìn 2024 âm lịch, vận trình của người tuổi Nhâm Tuất bừng sáng nhờ tam hợp nâng đỡ, công việc tiến triển đều, cảm giác làm mọi thứ thong thả hơn, không cần phải quá lao tâm khổ tứ. Lại thêm quý nhân hữu bật trợ mệnh, dù thời điểm đầu năm bản mệnh vẫn chưa thực sự tập trung 100% vào công việc, tinh thần làm việc chưa quá hăng hái, nhưng gặp thiên thời địa lợi, ít phát sinh sự cố bất ngờ, áp lực công việc lúc này không lớn, đây là thời điểm lý tưởng để bạn hoạch định kế hoạch, dự án mới cho cả năm. Tuy nhiên, nguyệt lệnh lâm đất suy, báo hiệu vận trình trước vượng sau suy, với những việc quan trọng, bạn nên chọn ngày tốt xấu để tiến hành từ đầu tháng, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Dù trong tháng không có tài tinh chiếu mệnh, nhưng nhìn chung tình hình tài chính của con giáp này bình ổn, việc kinh doanh, buôn bán đầu năm tuy chưa sôi động, nhưng vẫn có khoản nọ khoản kia, không lo túng thiếu. Đặc biệt, bạn nên tránh xa các trò cờ bạc, đỏ đen, kẻo ham mê quá đà sẽ gây phá tài nặng. Bán hợp cục rất có lợi cho đường tình duyên của người độc thân trong tháng này, trong quan hệ xã giao với đồng nghiệp. Người này dễ dàng tìm được tiếng nói chung, trong quan hệ khách hàng thì dễ dàng thuyết phục được đối tác. Đầu xuân năm mới gia đạo an yên, đời sống hôn nhân hòa hợp, các cặp vợ chồng đón tin vui về con cái. Đây là giai đoạn mặn nồng của các cặp đôi đang yêu, nhiều cặp đôi có thể tính chuyện cưới xin ngay trong tháng riêng này. Về vấn đề sức khỏe, tháng này mệnh chủ nên chú ý đi lại cẩn thận, tránh bị tai nạn xe cộ bất ngờ hoặc gặp họa huyết quang do ngũ quỷ hung tinh tác động. Xét phương diện sự nghiệp tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, tháng 1 âm lịch. Theo tử vi năm 2024 âm lịch của 12 con giáp nhận định, cục diện tam hợp xuất hiện nâng đỡ vận trình công danh của người tuổi Nhâm Tuất trong tháng đầu xuân năm mới. Bạn sẽ thấy mọi thứ thong dong, nhẹ nhàng vô cùng, công việc tiến triển đều, cảm giác làm mọi thứ trơn tru hơn, không cần phải quá lao tâm khổ tứ. Bản mệnh còn có hai cát tinh thiên ấn và hữu bật hiệp sức hỗ trợ, dù có vấp phải vấn đề nào đó cũng có thể hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao đúng tiến độ, tăng thêm uy tín cho chính mình. Bằng sự nhạy bén, khả năng xử lý linh hoạt và nhất là có quý nhân giúp sức, dù thời điểm đầu năm bản mệnh vẫn chưa thực sự tập trung 100% vào công việc, tinh thần làm việc chưa quá hăng hái, nhưng gặp thiên thời địa lợi, ít phát sinh sự cố bất ngờ, áp lực công việc lúc này không lớn, đây là thời điểm lý tưởng để bạn hoạch định kế hoạch, dự án mới cho cả năm. Lúc này tuổi Nhâm Tuất cần thêm dũng khí, dám nghĩ dám làm, dám đương đầu sóng gió, cộng thêm một chút may mắn từ vận trình sẽ mang tới nhiều thành công tốt đẹp cho bạn trong tháng. Tuy nhiên, nguyệt lệnh lâm đất suy, báo hiệu vận trình trước phượng sau suy, với những việc quan trọng, bạn nên chọn ngày tốt xấu để tiến hành từ đầu tháng, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Hành sự cần có sự trầm ổn, hoạch định kế hoạch rõ ràng, thiếu sự chuẩn bị kỹ càng rất dễ tuột xích ở thời điểm quan trọng, không đạt được đến mục tiêu đề ra trước đó. Ngoài ra, ngũ quỷ xuất hiện mang theo dấu hiệu tiểu nhân đeo bám, gây ra một vài sự cản trở trong công việc, do đó, làm gì tuổi Tuất cũng nên thận trọng, chớ chủ quan lơ là mà sập bẫy kẻ xấu. Xét phương diện tài lộc tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, tháng 1 âm lịch. Xem tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch tuổi Nhâm Tuất nhận thấy, dù trong tháng không có tài tinh chiếu mệnh, nhưng nhìn chung tình hình tài chính của con giáp này vẫn khá bình ổn, người làm công ăn lương vẫn có khoản thu nhập cố định, làm nhiều hưởng nhiều, không lo thiếu thốn. Việc kinh doanh, buôn bán đầu năm tuy chưa sôi động, nhưng vẫn có khoản nọ khoản kia, không lo túng thiếu, đặc biệt, có tam hợp ghé thăm mang đến nhiều cơ hội kinh doanh, hợp tác làm ăn, chỉ là bạn có đủ nhạy bén để nắm bắt hay không thôi. Nếu đang có ý định kinh doanh hay mở rộng công việc làm ăn, bạn có thể mạnh dạn tiến hành ở thời điểm này, tỷ lệ thành công khá cao đấy. Vốn dĩ, con giáp này luôn khéo léo trong các mối quan hệ xã giao, biết cách lấy được thiện cảm và sự tin tưởng từ người đối diện, và tháng này chính là thời điểm để bạn tận dụng triệt để những mối quan hệ tốt đã tạo lập trước đó, rất có lợi cho việc kinh doanh, đầu tư trong tháng. Đặc biệt, tháng này còn có ngũ quỷ hung tinh quấy phá, bạn nên tránh xa các trò cờ bạc, đỏ đen, kẻo ham mê quá đà sẽ gây phá tài nặng. Theo phi tinh tháng, bát bạch tài tinh bay vào hướng Bắc, nơi đây nếu đặt thêm biểu tượng mèo thần tài sẽ rất có lợi cho công việc kinh doanh, buôn bán, bởi vật phẩm phong thủy này có tác dụng chiêu tài rất mạnh, từ đó sẽ chiêu dụ cát khí, mang tới may mắn cho các giao dịch kinh doanh của bạn. Xét phương diện tình duyên tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, tháng 1 âm lịch. Xem tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch của 12 con giáp, bán hợp cục mang đến một tháng ngập tràn hương sắc yêu thương cho người tuổi Nhâm Tuất.
đặc biệt có lợi cho đường tình duyên của người độc thân trong tháng này. Trong quan hệ xã giao với đồng nghiệp, người này dễ dàng tìm được tiếng nói chung, trong quan hệ khách hàng thì dễ dàng thuyết phục được đối tác. Vận đào hoa đương lúc phơi phới, bạn nên chủ động tham gia các bữa tiệc, hoạt động tập thể sẽ nhanh chóng tìm được một nửa ưng ý cho mình. Đầu xuân năm mới gia đạo an yên, đời sống tình cảm vợ chồng hòa hợp, quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng được cải thiện nhiều, thậm chí có cặp vợ chồng đón tin vui về con cái nữa đấy. Đây cũng là giai đoạn mặn nồng của các cặp đôi đang yêu, nhiều cặp đôi có thể tính chuyện cưới xin ngay trong tháng riêng này nhằm hóa giải những xui xẻo gặp phải về tình cảm cũng như thúc vượng đào hoa. Giữ gia đạo hạnh phúc, tuổi Nhâm Tuất đừng quên đặt một bình hoa tươi ở hướng chính bắc của phòng khách, nơi có sao nhất bạch chủ đào hoa, nhân duyên cử ngủ nhé. Xét phương diện sức khỏe, tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, tháng 1 âm lịch. Trong tháng 1 năm 2024 âm lịch, do nguyệt lệnh lâm suy nên người tuổi Nhâm Tuất không thể nào chủ quan về vấn đề sức khỏe của mình như trước. Có dấu hiệu thể lực giảm sút mạnh, bạn sẽ cảm thấy cơ thể thường xuyên mỏi mệt, khó chịu, thiếu sức sống. Vì thế, con giáp này nhớ chăm chỉ tập luyện để tăng sức đề kháng cho bản thân, đồng thời duy trì chế độ sinh hoạt hợp lý để tránh những vấn đề về thể chất hay giấc ngủ. Ngoài ra, do ngũ quỷ hung tinh tác động, bạn cũng nên chú ý đi lại cẩn thận, tránh bị tai nạn xe cộ bất ngờ hoặc gặp họa huyết quang. Không lái xe sau khi uống rượu bia, hạn chế đến nơi vắng vẻ khi khuya khoắt một mình. Xem phi tinh tháng, nhị hắc chủ bệnh tật bay vào hướng tây nam, khu vực này trong nhà nếu không được dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp, sẽ ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của cả gia đình. Tuổi Nhâm Tuất có thể đặt hồ lô phong thủy ở khu vực này, nó sẽ giúp bạn dễ dàng ngủ ngon giấc, tinh thần ổn định hơn. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần tháng 1 âm lịch của người tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Xem tử vi tuần 1, tháng 1 âm lịch. Theo dõi tử vi tuần mới của 12 con giáp, người tuổi Nhâm Tuất trong tuần này có cả điềm lành và điềm hung, chính quan vừa mới lên ngôi, giúp cho công việc thêm phần thuận lợi. Thì thương quan đã đứng ra ngáng trở, bản mệnh nếu không kiềm chế cảm xúc cá nhân và tập trung cho công việc nhiều hơn, thì khó tránh khỏi những vận hạn sắp tới. Đường tài lộc của con giáp này thì khá hơn nhiều, nhờ có quý nhân giải thần xuất hiện, trừ hung diệt ách, giúp cho bản mệnh phát huy hết khả năng của mình. Cũng tạo thêm nhiều cơ hội để bản mệnh kiếm thêm thu nhập, cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ đều tăng tiến. Thêm nữa, trong tuần này bản mệnh nên cố gắng giữ gìn tình cảm tốt đẹp hơn, các cặp đôi tình cảm có phần đi vào lối mòn. Không có nhiều sự bất ngờ dành cho nhau, tình yêu như dòng nước chảy nhẹ nhàng qua từng khe núi, chứ không như dòng thác đầy thê mê đổ xuống như trước nữa. Hãy cố gắng tạo cho nhau nhiều cơ hội để thể hiện tình yêu, giữ cho tình cảm được tươi màu. Với các bạn còn độc thân, hãy thử điềm đạm hơn một chút. Có thể sự bạo dạn của bạn sẽ khiến cho đối phương cảm thấy choáng ngợp và ngại ngần. Có tiến phải có lui, đôi khi lùi một bước lại bằng tiến ba bước, hãy để cho người ấy có thời gian tĩnh lặng và nghĩ về tình cảm dành cho bạn nhé. Xem tử vi tuần 2, tháng 1 âm lịch. Nhờ các tinh thiên đức độ mệnh, đây được coi là một tuần suôn sẻ với người tuổi Nhâm Tuất, con giáp này vượng vận quý nhân, làm gì đi đâu cũng có người giúp đỡ nhiệt tình. Bản mệnh tràn đầy tự tin nên trong người luôn toát ra nguồn năng lượng vô cùng dồi dào. Nhờ thế mà vận trình sự nghiệp khởi sắc hơn, mọi sự diễn ra hanh thông, trôi chảy. Tuy nhiên, bạn vẫn nên tự nỗ lực chứ đừng chỉ dựa vào may mắn hay người khác. Lưu ý, vận trình sẽ giảm sút dần từ giữa tuần. Có thể sẽ có một vài rắc rối xảy ra mà bản thân con giáp này không lường trước được. Nguyên nhân một phần là do bản mệnh có phần chủ quan và thiếu tập trung nên dễ mắc sai sót. Tai họa có thể ập xuống bất cứ lúc nào, vậy nên phải thật cẩn thận. Cũng trong tuần này, vận tài lộc khởi sắc, thu nhập chính và phụ đều tăng lên đáng kể nhờ thực thần nâng đỡ. Thậm chí tuổi Nhâm Tuất còn gặp được những cơ hội phát tài ngoài sức mong đợi. Tuy nhiên phải thật mạnh dạn nắm bắt cơ hội, chứ đừng để vận may tới tay rồi còn vụt mất. Chuyện tình cảm không có nhiều thay đổi, người độc thân vẫn chưa thể kết thúc tình trạng hiện tại. Có lẽ bạn cần thêm thời gian nữa thì mới có được tình yêu đích thực chỉ dành riêng cho bản thân mình. Trong khi đó, các cặp đôi cần dành thêm thời gian bên nhau thì mối quan hệ mới có thể được bền vững, thay vì mạnh ai nấy sống như hiện tại. Xem tử vi tuần 3, tháng 1 âm lịch. Tuần này thiên đức cát tinh nâng đỡ tuổi Nhâm Tuất lên một tầm cao mới, có nhiều thành công trong sự nghiệp và được quý nhân nâng đỡ rất nhiều. Dù khó khăn tìm tới bạn không ít, công việc nhìn chung đều thuận lợi và giúp bạn củng cố uy tín cũng như thực lực của mình. Người có tâm thì ắt sẽ có tầm. Bên cạnh đó, bạn cũng nhận được những tin tức có lợi cho mình trong sự nghiệp, nên tận dụng những mối quan hệ làm ăn để giúp bản thân thực hiện kế hoạch lớn. Về tiền bạc, dù tự lực cánh sinh là điều tất yếu,
nhưng bạn cũng được người thân ủng hộ hết sức mình. Tài vận đang trên đà tăng trưởng, nhưng đòi hỏi bạn phải thận trọng và tỉnh táo, hạn chế cho người khác vay tiền và cũng không nên đầu tư lớn. Chỉ có điều, nếu con giáp này chăm chỉ làm phước thì may mắn đến cực kỳ nhanh. Càng về cuối tuần, con giáp này càng vượng duyên nhờ sự trợ giúp của tam hợp cục, nhâm tuất duyên dáng và có gương mặt dễ gây được thiện cảm nên cực kỳ thuận lợi trong việc lấy lòng phụ huynh và bạn bè. Sống biết điều nên bạn cũng hiếm khi làm phật lòng người khác, kết nạp được thêm nhiều người tốt vào cuộc sống hiện tại. Xem tử vi tuần 4, tháng 1 âm lịch. Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, tuần mới người tuổi nhâm tuất có vận trình suôn sẻ, bạn sẽ giải quyết thành công một số vấn đề đã tồn tại trong một thời gian dài. Nhờ sự giúp đỡ của các tinh tử vi, công việc nhiều phần thuận lợi, đặc biệt là những bạn đang xin việc, mua bán hàng hóa, ký hợp đồng làm ăn. Đường công danh, quan lộ của con giáp cũng thuận lợi nhờ mối quan hệ làm ăn rộng mở, có quý nhân lớn tuổi giúp đỡ, kéo cát khí về cho bạn. Tài chính thu về từ các khoản hoạt động liên quan đến chính trị, quảng cáo, khách sạn hoặc du lịch cực tốt. Với những người có máu kiếm tiền có thể thử những lĩnh vực mà bản thân thích trong thời gian này, cuối tuần nên dành thời gian nghỉ ngơi để nạp năng lượng chiến đấu cày cuốc cho tuần mới. Đầu tuần, tam hội cục giúp nhâm tuất nhận được sự ưu ái từ những người lớn tuổi và có chức quyền, các bạn đang yêu xa sẽ biết thông cảm cho nhau và có cơ hội gặp lại nhau trong thời gian gần tới đây. Con cái ngoan ngoãn, thành tài, bạn được các con hỗ trợ và chăm sóc khá nhiều. Thưa quý anh chị tuổi nhâm tuất 1982 thân mến, cũng đã sắp bước qua năm mới 2024 rồi. Và để có một năm mới thuận lợi, may mắn, quý anh chị cần chọn cho mình người hợp tuổi đến xông đất lấy may đầu năm. Người đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mùng 1 Tết được gọi là người đến xông nhà đầu năm mới. Theo triết học Đông Phương, nếu người đến xông nhà đó tốt thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho gia chủ, đã vượng thịnh thì càng giúp gia chủ thêm vượng thịnh hơn. Vì thế theo ông cha ta, khi chọn tuổi xông nhà, xông đất đầu năm, gia chủ tuổi nhâm tuất nên chọn người có ngũ hành, thiên can, địa chi, tương sinh với tuổi nhâm tuất. Đồng thời, ngũ hành, thiên can, địa chi của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đến xông nhà. Ngoài ra, người được chọn để xông đất đầu năm 2024 phải đáp ứng các tiêu chí, có đạo đức đường hoàng, tính tình vui vẻ, rộng rãi, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt. Chủ nhà tuổi nhâm tuất nên tránh mời những người đang có tang đến xông nhà. Nếu gia chủ có tang thì nên kiêng không đến mừng tuổi cho các gia đình khác trước sáng mùng 1, để tránh cho gia đình người đó không bị xui xẻo. Cũng như vậy, phụ nữ có thai thường kiêng không đi đâu trong những ngày đầu năm mới, vì tục ngữ có câu, sinh dữ tử lành. Nếu các tuổi xông nhà tốt cho gia chủ đầu năm 2024, tại nơi gia chủ sinh sống, không có hoặc có nhưng không thể đến xông nhà được, gia chủ có thể tìm những người có tuổi tam hợp hoặc lục hợp với tuổi với gia chủ. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi nhâm tuất trong năm Giáp Thìn 2024 là Nhâm Tý 1972, tốt, Nhâm Ngọ 2002, tốt, Kỷ Hợi 1959, khá, Canh Dần 1950, khá, Canh Thân 1980, khá, Kỷ Tỵ 1989, khá, Tân Mão 1951, khá, Tân Dậu 1981, khá, Nhâm Dần 1962, trung bình, Giáp Ngọ 1954, trung bình. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi nhâm tuất trong năm Giáp Thìn 2024 là Ất Tỵ 1965, xấu, Ất Dậu 1945, xấu, Mậu Tý 1948, xấu, Quý Mão 1963, xấu, Ất Mão 1975, xấu, Mậu Ngọ 1978, xấu, Quý Dậu 1993, xấu, Ất Hợi 1995, xấu, Tân Sửu 1961, xấu, Ất Mùi 1955, xấu. Bản mệnh nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ sáng, để xông đất đầu năm. Như đã biết, tục xông đất, xông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ xông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để xông đất, xông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá,
Bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc, bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay sông đất, sông nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi sông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt. Với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi sông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi sông đất hoặc nhờ người tới sông đất nhà mình anh chị nhé. Quý vị thân mến, trong tháng sẽ có những ngày khác nhau, tốt cho mọi việc, vậy hãy cùng tìm hiểu xem, trong tháng đầu tiên của năm, ngày nào đẹp nhé. Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công, tạo tác, việc chi cũng tốt, tốt nhất là cưới gả, trổ cửa, dựng cửa, đào kênh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ, phá đất, những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tằm, khai trương, xuất hành, nhập học. Ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn bền vững, trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 4 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành, may mắn để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày mùng 7 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 9 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công tạo tác việc gì cũng lợi, tốt nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, dọn cỏ, phá đất, gieo trồng, lấy giống. Ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành may mắn để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày 11 tháng 1 năm 2024, tạo tác mọi việc đều đặng vinh xương, tấn lợi, hôn nhân cưới gả sanh con quý, công danh khoa cử cao thăng, đỗ đạt. Ngày 12 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 15 tháng 1 năm 2024, khởi công tạo tác nhiều việc tốt như xây cất nhà, dựng cửa, trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước, đào mương. Ngày 16 tháng 1 năm 2024, ngày nay rất tốt để tiến hành mọi công việc, hành sự công việc trong ngày này, ắt hẳn mọi việc sẽ được suôn sẻ, thuận lợi, ít gặp phải khó khăn hay trở ngại, hoặc nếu có khó khăn thì cũng sớm được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, nên mọi chuyện cũng trôi chảy, nhẹ nhàng hơn, biến dữ thành lành, biến nguy thành an. Ngày 30 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Vâng thưa quý vị, không phải ai cũng hiểu ra vì sao tích đức hơn tích tiền. Vì chúng ta bận bôn ba xuôi ngược cũng chỉ vì mong muốn tích góp tiền của để có cuộc sống sung sướng và để cho con cái đỡ khổ. Trong phần cuối chương trình ngày hôm nay,
Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe câu chuyện tích đức, tích tiền dưới đây. Thời vua Càn Long, nhờ được mùa mà Chu Thánh Trương với 100 mẫu ruộng, ông có được mùa bội thu, ông còn bỏ ra nhiều tiền mua thêm nhiều thóc về dự trữ, và ông sở hữu khoảng 480.000 kg, tính theo đơn vị hiện tại. Nhưng ngay năm sau đó, ở đâu cũng mất mùa, cả hai vụ lúa trong năm đều không được là bao. Và giá tăng lên vồn vụt, ông Chu Thánh Trương vẫn nhất quyết không bán, đợi đến mùa đông thương nhân không có cách nào đi lại bằng thuyền được. Hơn nữa toàn bộ thóc gạo cũng đã được tiêu thụ hết, chỉ có duy nhất gia đình Chu Thánh Trương là còn thóc dự trữ. Ông đợi khi nhiều người hỏi mua mới đưa ra giá cao là mỗi một thạch 120 kg, đổi một mẫu ruộng, hơn nữa trong thóc còn trộn lẫn cả chấu. Mấy năm sau, với cách buôn bán này, tiền bạc nhà Chu Thánh Trương chất cao như núi, việc làm ăn phát đạt là thế, nhưng vì mãi không sinh được một đứa con trai nối dõi tông đường, nên ông thường xuyên cầu nguyện, năm ông 68 tuổi mới có con, nên đặt tên cho nó là 68. Khi cậu bé lên 10 thì Chu Thánh Trương qua đời. Tiền bạc sẵn có trong nhà, 68 cho rằng vừa ăn vừa phá còn không hết, nên anh chẳng coi tiền bạc là gì và ngày nào cũng mang tiền đi chơi cho hết mới về. Lợi dụng tính cách ngờ nghệch của cậu, nhiều kẻ tham thường đến vay thóc nhưng không trả và thóc cứ thế vơi dần. Hơn nữa, cậu ta còn là người đam mê bài bạc và rồi anh bắt đầu phải bán dần tài sản đi để trả nợ. Họ ép giá thật thấp vì biết anh đang cần tiền, khiến cho chỉ trong mấy năm sau đó, toàn bộ ruộng đất nhà 68 đã không cánh mà bay. Trước khi 68 qua đời, gia tài của ông không còn lấy một ngôi nhà hay một mẫu ruộng. Kể từ đó, người dân trong vùng mỗi lần trách mắng con cái là phá gia chi tử thì đều lấy chuyện của 68 ra làm gương. Có đức, có phúc báo ắt có tiền bạc, có người làm gì cũng đều kiếm được ra tiền, có người ngược, lại có nỗ lực nhiều đi nữa cũng chỉ có thể đủ nuôi sống bản thân. Đây chính là vấn đề nằm ở phúc báo, đi tìm câu trả lời cho câu hỏi vì sao tích đức hơn tích tiền, bạn sẽ hiểu rằng thành tựu của một người đều dựa vào phúc báo cộng với trí tuệ mà thành. Có những người hiểu biết, có trí tuệ, ham học hỏi đấy nhưng vẫn không có cơ hội giàu có vì họ không có đủ phúc báo, dù làm ăn, đi ra ngoài xã hội kiếm tiền đều sẽ rất khó khăn. Đọc sách luôn là ưu tiên, nhưng nên hiểu kiếm tiền và đọc sách lại là hai việc khác nhau. Từ đây bạn cũng đã tìm ra được câu trả lời cho những ai vì sao giỏi thế mà vẫn nghèo. Phúc báo đứng trước cả trí tuệ. Hơn nữa, phúc báo của một người đều phải từ bản thân người ấy tự bồi đắp. Ngay cả những người thân cũng không cách nào có thể thay thế họ được. Ví dụ như cùng sinh trong một nhà, như người nhiều phúc báo hơn thì dễ giàu có hơn. Phúc phận do đức mà đến, tổ tiên không tích đức cho con cháu không có phúc để hưởng thụ thì sẽ dễ phá sản. Con trẻ cũng có phúc báo và nghiệp lực của riêng chúng, cha mẹ không cách nào thay thế cho con trẻ, vậy thì điều cha mẹ có thể làm được là giúp cho con trẻ nuôi dưỡng và bồi đắp phúc đức, con trẻ đủ kiến thức, hiểu biết và cộng thêm phước báo thì không nhất thiết phải dùng đến tiền của để lại. Vì có cố gắng để lại, nhưng với sự kém cỏi của mình thì tiền bạc bao nhiêu cũng tiêu tán hết, cho nên chi bằng từ nhỏ đã nuôi dạy chúng trở thành người đức độ, hiểu biết. Không nên xem nhẹ phúc báo cũng còn có thể cứu được mạng người, tiền bạc của một người cũng phải đánh đổi từ phúc báo mà có được phúc báo, tất cả của cải bạn đều có thể tạo ra. Những bậc trí nhân mới đủ hiểu điều này, họ đã khôn ngoan khi từ bỏ đồng tiền và danh vọng, vốn là sự cám dỗ bậc nhất đối với con người, để đổi lấy đức cho bản thân. Khi lìa đời, tiền mất đi, phúc báo ở lại, luân hồi chuyển kiếp không loại trừ bất kể ai, cho dù đó là một người giàu có và danh vọng bậc nhất, hay chỉ là một thường dân nghèo nàn, đừng để đến khi ốm đau, bệnh tật, trước khi lìa đời lại tự hỏi, cả một đời tích lũy là vì đâu, tranh tranh đấu đấu là vì điều gì, để được làm người, sinh mệnh đó thực sự may mắn, nhưng con người khi sinh ra không mang đến cõi đời này bất cứ thứ gì, nhỏ bé, trần trụi và chỉ có vậy, lúc nhắm mắt xuôi tay cho dù trong cuộc đời có kiếm bộn tiền, có làm ông to bà lớn, vẫn chẳng thể mang theo. Cái duy nhất gắn liền với chúng ta đó là nghiệp, tích tụ từ việc thiện và ác mà họ đã thực hiện khi làm kiếp người. Thử hỏi, giàu có thì bạn có thể mua nổi đức, nếu số tiền tài và danh vọng đó được tích lũy từ những hành vi tạo nghiệp nặng qua tranh giành, cưỡng đoạt và làm hại người khác. Tiền bạc và danh vọng đối với một người khi đã nhắm mắt xuôi tay không là gì cả, thậm chí còn mang tới cái nợ lớn cho họ, để rồi phải chịu phán xét nghiêm minh của luật nhân quả. Đây chính là tính trọng yếu của phúc báo. Tiền bạc có thể bị người khác đoạt mất đi, nhưng phúc báo thì người khác không cách nào có thể chiếm đoạt được. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.